Hi, xin chào các bạn. Thì những video trước mình đã có giới thiệu một số Rubik độc lạ đến các bạn rồi. Thì một số bạn yêu cầu là mình hãy mua một số Rubik biến thể để mà review cho các bạn xem. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được cục hàng này. Cái trong này thì mình đặt 7 sản phẩm Rubik biến thể từ trên Shopee, vừa mới giao hàng tới luôn. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử khui thử cục hàng này nhé. Cái cục hàng này thì bên giao hàng vừa mới giao tới cho mình luôn nên còn rất là nóng hổi. Để mình xem thử bên cửa hàng có gửi đúng cái sản phẩm mình đặt về không nhé. Rồi, mình sẽ khui hộp ra. Ở trong này các bạn thấy không? Ở trong này thì có 7 loại Rubik biến thể. Mình cũng không nhớ là mình đã đặt những cái con nào về nữa. Thôi bây giờ cứ khui ra rồi chúng ta review từ từ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, thôi để mình bỏ cái này ra để cho nó rộng chỗ. Bây giờ chúng ta khui từng hộp ra nào. Đây. Đầu tiên là con Rubik Cylinder hình trụ của ZQ. Đây là loại Rubik biến thể mà mình xem ở trên Shopee thì thấy có bán nên mình vừa đặt hàng về. Cái này thì mình cũng chưa biết chơi đâu. Cũng không biết nó xoay kiểu nào để mà ra cái hình dạng ban đầu cả. Cái này chắc là để video sau thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu để mà giải con Rubik này nhé. Mình nghĩ là con Rubik này thì nó cũng chơi tương tự giống con Rubik 3x3 thôi. Nhưng mà có những cái cảnh nó bo góc như thế này thì mình cũng không biết là phải xoay thế nào để cho nó hợp lý. Nếu mà không có xoay đúng thì nó sẽ kẹt. À không, nó cũng giống như con Rubik 3x3 thôi. Chắc là cái này để dành review ở một video khác đi. Bây giờ mình cứ khui hộp ra những con Rubik khác nhé. Rồi tiếp theo là con Rubik Highlighter Superstar One. Cái con này thì có hình ngôi sao 6 cạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái loại Rubik này thì mình cũng mới nhìn thấy lần đầu, không biết là cách xoay của nó như thế nào. Nhưng mà cái này thì chắc là chúng ta vừa xoay vừa có thể chơi giống như là spinner chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy là cái con này thì nó hơi kẹt. Không biết loại khác thì nó có trơn tru không, nhưng mà loại này thì nó hơi cứng nên mình xoay không được nhiều vòng. Rồi mình thử khui con thứ ba nhé. Con thứ ba này không biết là con gì đây. Để xem Rubik gì. À, đây là con Rubik biến thể 1x3 ZQ. Con Rubik này thì chỉ có một tầng nhân cho 3 thôi. Cái này thì chắc là đơn giản rồi. Cái này thì dành cho những người mới biết chơi thì chúng ta có thể mua cho vui thôi. Chứ thực ra cái loại này thì đã chơi Rubik rồi thì những cái loại này người ta sẽ không bao giờ chơi được nữa. Nhưng mà thôi, mình mua về để cho cái bộ sưu tập nó thêm phong phú. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là một con biến thể khác. Đó là con Rubik biến thể 3x3, 3 tầng cầu vồng với nhiều màu sắc khác nhau. Ở cái các bạn thấy không? Ở nó có 3 tầng nhưng mà 2 tầng trên á, thì nó nhỏ hơn so với tầng giữa. Và cái tầng giữa này nó nhỏ hơn so với tầng dưới. Thì các bạn nhìn cho kỹ nhé. 3 tầng cái độ kích thước của nó khác nhau nên xoay, lúc mà xoay nó sẽ lật nhau so với cái cục Rubik 3x3 bình thường. Mấy cái loại biến thể này trước giờ mình cũng không chơi nên hôm nay mình review nó cũng hơi ngượng ngùng. Mong các bạn thông cảm nhé. Đây, những cái con này thì chúng ta sẽ học chơi ở những cái video tiếp theo. Chứ hiện tại mình cũng chưa biết xoay nó như thế nào cả. Mình cũng là một người mới tìm hiểu Rubik thôi. Tiếp tới là một con Rubik. Để mình bóc ra luôn. Đây. Đây là một con Rubik 3x3. Nhưng mà loại này là loại trong suốt. Có vẻ như cái loại này thì nó làm bằng nhựa trong suốt mà không được cứng cáp bằng cái loại nhựa ABS bình thường mà chúng ta hay sử dụng. Nó nhẹ và hơi yếu, xoay nó có vẻ rời rạc. Nhưng mà không sao, miễn đẹp là được, đúng không các bạn? Nói chung là nó độc thôi. Cái này thì để trang trí cho cái bộ sưu tập của mình nó càng thêm phong phú hơn là ok rồi. Cái này, loại này cũng xoay giống như loại Rubik 3x3 bình thường thôi. Chẳng qua là nó chỉ khác về cái màu sắc và cái độ trong suốt của nó. Nói chung là nó cũng không được trong cho lắm. Ở đây nó vẫn có cái ánh màu đen. À chắc là người ta dán cái đề can này lên nên chúng ta không thể nhìn xuyên qua hết được tất cả phía trong của con Rubik này. Rồi tiếp theo là mình sẽ bóc hộp hai cái con Rubik Snake QG. Hai loại này là loại cao cấp.
Đây một con nhé, mình có thể tạo hình từ những cái con Rubik rắn này. Một số các bạn thì bảo mình là hãy xếp những cái con Rubik rắn thành những cái khối hình như quả bóng, trái tim hoặc là những cái hình những con vật khác. Cái loại này thì là có 24 đốt nhé, mình đặt hai loại, một loại này có 24 đoạn, còn loại này là đã 36 đoạn. Để mình mở ra xem thử cái này chất lượng của cái loại này có ok không. Ồ, đúng là loại cao cấp nên nghe tiếng kêu của nó là khác hẳn đúng không các bạn? Rất là sướng. Không biết nó nối nhau bằng cái gì đây. Cái này không phải nối bằng sợi cước giống như những cái loại mà Rubik rắn mà người ta hay bán ở cổng trường có 10.000 một cái. Nó xoay bằng những cái khớp ở phía trong, đó là khớp giống như khớp nam châm á. Các bạn thấy độ đàn hồi của nó không? Nó độ đàn hồi rất là tốt. Cái loại này thì để mà xoay xếp hình thì nó ok được. Cái này không có nhiều màu nên mình chỉ có thể mua được hai cái màu trắng xanh này thôi. Mình định chọn nhiều loại Rubik rắn nhiều màu để mà review cho nó phong phú, nhưng mà ở cửa hàng này nó chỉ có hai loại này thôi nên thôi chúng ta dùng tạm vậy. Cái loại 36 đốt này thì mình có thể xếp được rất là nhiều cái hình thù khác nhau, và có nhiều cái thì trên 100 bao nhiêu đốt đó thì mình cũng chưa rõ nữa. Cái trình độ của mình thì vừa mới biết chơi thôi nên chưa thể nào xoay được những cái trình độ nâng cao như thế, nên mình chỉ đặt hai loại là 24 đốt và 36 đốt để review về cho các bạn thôi. Những cái loại mà trên 100 đốt thì người ta có thể xếp được cả robot hay là những siêu xe hay là gì đó. Mình có xem qua video rồi nhưng mà mình cũng chưa bao giờ thực hành. Đợi trình độ của mình nâng cao hơn ấy, thì mình sẽ đặt những cái mẫu Rubik nhiều đốt hơn về để mà xếp được những cái hình thù nó nâng cao và khó hơn nhé. Rồi thì 7 cái sản phẩm Rubik biến thể của mình vừa mới đặt ở Shopee về mình đã review cho các bạn xem rồi. Thứ nhất là con Rubik hình trụ 3 tầng này, thứ hai là con Rubik ngôi sao 2 tầng, thứ ba là Rubik 1 tầng 1x3, thứ tư là con Rubik 3 tầng nhưng mà trong suốt, và tiếp theo nữa là con Rubik 3 tầng cầu vồng. Còn hai cái con Rubik rắn á, thì một loại là 24 đốt và một loại 36 đốt. Đến đây video của mình là kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ cùng phân tích và giải những con Rubik này nhé các bạn. Nếu các bạn nào đã giải được những con Rubik này rồi á, thì hãy hướng dẫn cho mình để mình cùng giải nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn cho mình một like và nhớ subscribe nhé. Nếu các bạn nào có yêu cầu review loại Rubik nào thì cứ comment bên dưới nhé. Mình sẽ order hàng về và đập hộp review loại cho các bạn ngay. Vậy thôi, video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.